gia đình thương chiêu, chủ tịch hội đồng với con có phần thực tế trong vị trên gia hạn thành phố chúng ta hôm nay đã có cha cô phan sư cô gia tiên cô văn toan và là đại tài quốc tế thành tiệm của thế giới chúng ta hôm nay ta vinh dự là sư hữu cho một đoàn đã có cha giám đốc tham đi vì chị em ta rất quen làm nữ trẻ đã quen về giáo sư chúng ta chia sẻ thì chú hôm nay ở quan trà phố Trích Sơn là cha phim giáo sư chúng ta ở quý cha trong và ngoài phạt ngày đây để cùng đăng lễ phần khai mạc phần chầu phần giáo sư thay mặt giáo phận xin cộng đoàn đã có một tràng vỗ tay để ra các cảm ơn chúng ta. Hiện diện của các tu sĩ nam nữ đi trước khi ông bà chị em gia đình đến đây cùng với giáo sư chúng ta để dâng lễ cầu nguyện cho giáo phận cho giáo sư chia sẻ niềm vui giáo sư chúng ta được vinh dự chào mặt giáo phận hôm nay xin ông bà đã có một tràng pháo tay để chúc mừng nhà. Nhân ơi cha bà con bà thánh thần, Amen. Cho cùng anh chị em, cha. Ngày xưa ta hay nói là biết ăn nhớ lâu. Khi Giêsu đã lấy dùng ý bữa ăn, để ngày nào có cái việc cử chỉ xưa nay ở trên thế gian này chưa ai làm, còn là diễn đạt. Thấy tình yêu của Thiên Chúa qua thế nào thấy ta nhớ và cuộc sống này đang cần phải có ăn rất là vận tròn và các hội đoàn các sứ các họ cũng sẽ ra đây để có thể là cùng chung chi nhau một bữa cơm để thể hiện tình thân ái yêu thương và Chúa Giêsu đã dùng những bữa cơm ấy để dẫn anh em chị em chúng ta thấy một cái ý nghĩa sâu xa là ăn của ăn trần gian này giúp đưa ta về thật xác ta có sức khỏe để thi hành các sứ vụ mà Chúa trao cho và đồng thời có một thực phẩm để ăn của ăn nhân lên chúng ta để dẫn ta đến hạnh phúc cuộc sống mai sau trên một hành trình đức tin này ta cũng cần phải có ăn để dưỡng nuôi linh hồn để em chị em ta có sức can đảm để bước đi trong một hành trình và những thăng trầm khó khăn là về đức tin là của anh ấy với chúng ta hàng ngày với tâm thế ấy chúng ta cùng nhau xin lễ xin Chúa Giêsu xin đã lấy chính thịt máu mình để làm của anh giúp nuôi chị em ta trong cuộc hành trình đức tin này cầu nguyện cho toàn thể giáo phận cho giáo xứ cho tất cả các chị em trong các hàng tham thiện hải chúng ta sẽ luôn luôn có thực phẩm thiêng liêng Chúa Giêsu để dẫn ta đến sự sống bất tận tâm tình ấy là xin chúng chúng ta chưa xót tội lòng. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xuống bàn thế xuống. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Hàng hàng ơn yêu đồ xót chúng con. Xin thương bản năng thương xót ta tội và dân